Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu thích mai vàng trên cả nước. Hai cô chú anh chị, hôm nay là 12 phải không anh? 12 âm lịch Tết nha cô chú anh chị ha. Cũng gần cận kề mai, hiện tại thì được cô chú anh chị ủng hộ khá là nhiều, nhưng mà hôm nay tiếp tục cũng trở lại với chỗ của anh chàng ở gần sân động thành phố Cần Thơ, chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn lô cúc thọ hương VIP nha. Cúc thọ hương này bông nụ to bự, cúc thọ hương nó rất là mau hết cô chú anh chị, nó không giống đại lộc nha, lặt rồi đó nó mau ra lắm, nó không có nở chậm, nở rất là nhanh luôn, mà tàn rất là lớn hết cô chú anh chị, tàn ôm ôm luôn á. Đó. Nụ thì rất là VIP luôn, đặc biệt là cô chú chị chơi xong mà lấy bo khá là nhiều ha. Còn ở trong đây là lô đại lộc mini để bàn, rất là chuẩn bông nha quý cô chú anh chị. Đó, nhìn thấy nhỏ nhưng mà chuẩn chuẩn bông ha, nụ cũng dữ lắm nữa ha. May quắn nữa nha cô chú anh chị nha. Đó, có mấy cây may quắn mini để bàn ha. Đây nè cô chú anh chị nha, đại lộc rất là chuẩn luôn ha, 20 đến 49 cánh nha quý cô chú anh chị. À, như cây này là 36 cánh luôn á, 59 cánh cũng có nữa ha, còn cây giảo giảo tự sống nè cô chú anh chị, còn 79-12 cánh ha, cây này chuẩn chơi Tết nha cô chú anh chị. Đại lộc này mà thỏ hương này đặt ra thì khá là nhiều bông ha. Dạ, rồi em xin phép vô clip nha. Em xin chào anh Trẻ ngay. Rồi chào anh Nghiệp ha, chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Cần Thơ Giang. Rồi hôm nay em về lô mai mới anh chị, đại lộc thọ hương mai quắn. Rồi kính mong cô chú anh chị cả nước ủng hộ em, số điện thoại em là 0932999393, Zalo em số đó luôn nha anh chị. Rồi mã số đầu tiên hôm nay là mã số 51. Mã số 51 là một cây mai quắn giả tự sắn nha cô chú anh chị, cây để bàn ha. Đó, mong này cô chú. Một độ thì ok. Đó, 51 nha. Cái này anh chị xem ha. Đó. Một cốt hai thân ha anh chị. Để bàn dễ thương ha cô chú anh chị ha. Mai giỏ từ sáng. Rồi, có một bông nha anh chị. Bông trà bá luôn ha. Nói chung là nó cũng là cái dòng Thủ Đức ra ha anh chị. Đột biến nha ha. Quấn vọng cô chú. Này bo quấn nè. Cái này thì cô chú anh chị mình thích hợp về, ví dụ như mình chưng Tết xong thì mình lấy bo mình ghép ha anh chị. Cái dòng hành 17 nha anh chị ơi. Chiều cao là 54. Tàn ngang là 49. Đế nằm ở dưới nha cô chú anh chị. Đó. Tại đế nè. Mã số 51 này em xin giao lưu cô chú anh chị mình là 600 ngàn ha. Em bao ship tặng chậu cho anh chị mình luôn. Mã số 52. 52 cũng là mai dẻo quắn luôn nha cô chú anh chị. Dẻo tự sắn nha cô chú anh chị. Cái này cái đế cộng lực đẹp ha. Cô chú anh chị thấy nó quắn rất là rộng nha. Này đặt ra rồi nó thấy dễ thương nha cô chú anh chị. 52. Đó. 52 dạo sống. Cái này đế nôm nha cô chú anh chị. Quanh là 14. Chiều cao là 48. Tàn ngang rộng 40. Mã số 52 em xin giao lưu cô chú anh chị mình là 550.000. Dạ, 550k mã số 52. Cái này nút nụ vô có vậy hả anh chị? Về mình chỉ lặt lá rồi mình chơi Tết thôi. Mã số 53 cũng là may quắn luôn chị ơi. Đó. Cái này ghép có một bo nha anh chị, một bo mà nó bự lắm nha anh chị, vào mùa ha. Nút nụ vô ok vậy này. Đây nụ nè. Thấy gì chứ bông, nếu mà cũng như lặt lá ra bông nếu mà kín là kín luôn nha anh chị, kín cây luôn nha. Bông nó nở to nó lắm. Quắn, quắn, nó khích dữ lắm, khích nha. To lắm. Nhìn dễ thương ha. Quanh là 10. Chiều cao 52. Tàn ngang rộng 36. Mã số 53 này xin giao lưu cô chú anh chị mình là 450.000 ha. 450 nha cô chú anh chị. 54. 54 là cây cúc thọ hương. Thằng VIP nha cô chú anh chị, tàn dữ lắm tàn ha. Rồi, 54 cúc thọ hương. Nụ. Cái này hàng này ghép già mùa nha anh chị, nút nụ siêu luôn nha. Đây, cúc thọ hương. Tàn tròn kính ha anh chị. Cô chú anh chị mà cây này mà để phòng khách là ok luôn ha. Bông thọ hương thì nó thơm nhẹ ha anh chị. Cô chú anh chị. Nó nằm gì mà lật ra mình thấy mới nhiều nha cô chú anh chị. Bò ghép rất là già ha. Này mà để trong phòng, ví dụ như phòng khách mà để mà nhà mà đóng cửa kính lên ha anh chị, buổi sáng mở ra thơm nực nồng luôn á.
Đế rất lực nha cô chú anh chị nha. Đế hơi nơm lực ha. Cái này ghép 3-4 bo nha anh chị, 4 bo mà vào mùa ha. Cái bo ghép bằng ngón tay cái em luôn rồi. Cái bo lớn nhất ha, còn mấy bo kia nó ghép nhỏ. Đế nơm anh chị, nở hậu quanh 19. Chiều cao là 83. Tàn ngang rộng là 95. Rồi mã số 54 cái khúc thọ hương này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.400.000 em bao ship ha. 2.400.000 luôn nha cô chú. Cây đế nơm rất là đẹp nha anh chị. Dạ rồi. Tiếp tục là mã số 55 cũng khúc thọ hương già mùa luôn của chị. Dạ, một cây dáng bay khúc hương mã số 55. 55. Đi già mùa, to lớn nha cô chú anh chị. Hết luôn, đằng này hết. Đưa, để nó khéo lắm nha cô chú anh chị, như đùi của con gì vậy ha. Đó. Nút nụ thì khỏi chê nha anh chị. Nút nụ này nó nở ra là ok lắm nha cô chú anh chị. Chiều tàn gì hết ha. Cúc thọ hương này là bông chùm nha cô chú anh chị. Bông chùm ha. Đó. Cô chú anh chị nào mình chưa có giống thọ hương thì mình sở hữu một cây mình để làm giống ha. Chân tới trong nhà ha anh chị. Dễ chơi lắm nha cô chú anh chị. Rất là dễ nuôi anh chị. Mạnh dễ chơi, dễ ra bông. Hoành là ba, cái củ đế là 35. Hoành thân là 16. Cái này mình lấy cái bàn chải đánh răng mình chào không ra nha anh chị, tại vì nó đóng gông thôi. Chiều cao là 80. Tàn ngang rộng là 87. Mã số 55 này em xin giao lưu cô chú anh chị mình là 2.200.000 ha. Dạ 2.200, mã số 50. Ghép 3 bo vào mùa cúc thọ hương anh chị. 56 cũng là cúc thọ hương tàn thông nha cô chú. 56 cúc thọ hương tàn thông đế đẹp nha anh chị. Dạ, đế giống như gián thú nha. Cái tàn thích nghiêm luôn nha cô chú anh chị. 56. Cái này tàn ấm nha anh chị, tàn thông hay lùng lực ha. Cái này tướng nó nhìn thấy cái thế nó lùng lực nha anh chị. Nút nụ thì kín luôn. Quá trình cái dàn xương dàn nụ nha cô chú anh chị ơi. Dày luôn ha. Đó. Cái này ghép 5 bo cô anh chị ơi. Ghép 5 bo vào mùa ha. Mà cắt nó kéo rất là mạnh. Nụ nụ rất là nhiều luôn, nụ. Chị xem ha, cái này nụ to lắm chị. Cái thọ hương nó mau giống như cô chú chị thấy như dảo mình vậy nha. Lật lá xong là mấy bữa lỡ bung rồi. Chỉ có đại lọc nó mới lâu bung cô chú chị. Rồi, cái này hoành thân của nó là 19. Chiều cao là 92. Tàn ngang rộng là 89. Rồi, mã số 56 này em xin giao lưu cô chú anh chị mình là 2.400.000. 2.400.000 chú anh chị. Dạ, 57 cũng là một cây thúc thọ hương. Cúc thọ hương. Nụ dữ lắm nụ cô chú anh chị ơi. Cái này đế nơm nha anh chị. Chú anh chị nhìn cái vàng nút nụ nè. Đó. Mà nó điệu gì nha nha cô chú anh chị. Rồi, cái này tàn tròn ấm nha anh chị, một ôm luôn ha. Anh chị xem ha, nè, tàn nè. Ôm không hết luôn ha. Siêu bo luôn nha cô chú chị, chơi xong là siêu bo luôn nha. Cái này là nụ cực kỳ nụ ha anh chị, nụ nhiều dữ lắm luôn. Đó, mấy cái này về lật lá thì thấy nụ là ghiền luôn chị. Nụ đều tàn luôn nha anh chị ơi. Bên này cô chú chị chốt là mình lật luôn là này nhiều. Dùng ngoài lật được chứ dùng trong đây lật buông sớm. Trong đây có 15 lật rồi. Mời qua. Đi 5 ngày nữa không lật ta. Rồi cho em không số luôn. Rồi mã số 57 đế nơm ha anh chị. Nơm cao là 15. Hoành thân dưới này là 17. Chiều cao 83. Tàn ngang 98. 57 này em xin giao lưu cô chú anh chị mình là 2.500.000 ha. Rồi 58. 58. Rồi một cây cúc thọ hương già mùa bo lớn. Đó, cây này ghép 3 bo nha anh chị ơi. Quá, luôn ơi, cái này cái tàn tròn do luôn, đế rất đẹp nha, cái này đế đẹp mà. Đế đẹp bo lớn. Đế nó chị xem ha, nó thấy gì cho mà nó liền do luôn, đặt cứng ha anh chị. Sổ xuống không ha. Đó. Rồi cái này hoành là 19. Chiều cao là 105. Tàn ngang 105 luôn nha anh chị. Rồi cái này tàn tròn ấm ha anh chị.
Ồ. Cây này nút đủ vô ok chứ, ngày về là lặt lá là chơi thôi gì. Mã số 58 xin giao lưu cô chú anh chị mình là 2.500.000. Rồi 2.500k mã số 58. Đây chúng. 59. 59. 59 là cúc thổ hương. Một cây tàn thông thân lắc nha cô chú chị, dáng trực lắc tàn thông. Nụ đẹp cho quý cô chú anh chị mình đây. Đây ha. Mấy cây này chứ cỡ 10 cây. Cúc thổ hương á ha. Đúc kết kinh nghiệm lại mình lặt như mai dảo ở vườn mình nha cô chú chị. Là cùng ngày là vừa nha cô chú nha. Đó, nó nở rất là nhanh. À, cây này nụ to ha anh chị, nụ to. Có bông gió rất đẹp ha. Cây này nở bông này nở 3 ngày. À. Cái bông nó mới nở nó dúm dúm nhìn thấy cưng lắm. Này 59 hả anh chị? Nó nở sáng, sáng sớm nó thơm lắm nha cô chú anh chị. À. Đế nè, đế chạy đều luôn ha. Chạy đều luôn. Rồi cây này dán trực nha anh chị, trực lắc tầng thông ha. Quanh 19. Rất là có duyên cho phòng khách nha cô chú anh chị. Chiều cao là 86. Rồi tay ngang rộng là 83. Rồi mã số 59 này xin giao lưu cô chú anh chị mình là 1.800.000. Dạ 1.800k nha cô chú. Quá dễ chơi ha anh chị. Dạ, quá dễ chơi cho một đam mê. Rồi, ghi số vô. 59 đó. Mã số 60, một cây cúc thọ hương đế thú. Vô chậu chữ nhật nha cô chú anh chị ơi. Cây này cực kỳ phê nha. Rồi, ê, không, ê, sao, không sao. Hết hồn. Rồi, mã số 60 cô chú anh chị ơi. Cúc thọ hương đế thú ha. Cái này mà để phòng khách hết sảy nha cô chú anh chị. À. Ờ, cái này đế thú rất đẹp nha. Tàn đẹp, xương đẹp, nụ đẹp, bông đẹp, bông đẹp, đế đẹp, dáng đẹp. Nói chung là cây này rất là ok nha cô chú anh chị nha. Nụ thì còn dữ lắm, nụ nè cô chú anh chị. Chà bá luôn ha anh chị, cái phôi ha. Mình như con cá sấu nha cô chú anh chị. Nó có cái đuôi luôn rồi ha. Cái đít bành này kia luôn. Đuôi múp múp luôn á. Rồi, rồi đâu con số đây nha, cô chú, anh chị. Này gấp 6 bo anh chị. Rồi hoành là 29. Dạ, hoành 29. Chiều dài anh thú là 39. Dạ. Rồi chiều cao là 89. Tàn ngang rộng là 87. Mã số 60 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 4.500.000 ha. 4.500.000 nha cô chú anh chị nha. Thơ hương mã số 60, cây này rất là đáng sưu tầm nha cô chú anh chị. Cái này chơi hoài lên giá trị nha. Tại cây đế thú mà chơi cô chú vị già mùa nữa ha. Hết sảy luôn ha. À, còn đế thú cái đít chà bá của anh chàng ha. Vô lên nó rồi. Rồi tiếp tục là cây thủ đức nha cô chú anh chị ơi. Đế cũ chà bá luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 61 gì đây. À, cây này là cái tàn rất là đẹp mà nụ rất là đẹp, cũ đẹp luôn nha cô chú anh chị. Hết hồng cái cũ luôn ha. 16cm luôn. Cái cũ nè. Ngất ngay luôn nha cô chú. 61. Cái dàn nụ cũng lết như cái dàn nụ này luôn nha cô chú anh chị, nó nở cái là kính luôn ha. Cái này là giả thủ đức nha anh chị. Dạ. Nói chung là F1 ha, F1 cái này là cây gin nha anh chị. Dạ. Cây gin ha. Cái này trên 10 năm chị, nguyên củ sù luôn. Cái cũ nè cô chú. Bông nó là từ 7 đến 12 cánh bông chùm ha. Cái này là siêu nút nụ luôn á chị ơi. Cái này của chị mình mua về là bông là kính tàn luôn ha. Đảm bảo. Một nụ vậy nó ra 4 bông, 5 bông không mà chân là bích luôn ha anh chị. Nụ rất là dày anh chị. Cây này nói chung là mai con hả chị, mai con mà nó lên tới giờ là khoảng 10 năm nha anh chị. Nguyên cái củ chà bá luôn. Rồi cái củ sù này là 34. Cây này cây gin chứ phải ghép bốc nhất phải không? Không không ăn cây gin đảm bảo. Sao bây giờ trời. Củ sù lên sù rồi nha. Rồi em đo cái hoành chỗ này đo. Cái hoành này là 21 hả anh chị? Cái củ là hai mấy? Củ này mấy hoành? Cái củ là 34. Chiều cao là 112. Tàn ngang rộng là 112 luôn ha. Rồi, cây mã số 61 này, giỏ thuốc này em xin giao lưu cô chú anh chị mình là 4 triệu ha. Dạ, 4 triệu
Dạ, 4 triệu cây gin nha cô chú chị. Cây này trên 10 năm đấy, cũ giá gì là hợp lý lắm nha cô chú anh chị nha. Cây này càng nuôi càng lên tiền hả anh chị? Cây gin nha cô chú anh chị. Cây gin thì nó rất là mạnh ha. Chưa. Chụp vô chụp liền thấy không? Chụp liền đó. Chụp là nhà vô chụp không? Phái. Dạ, phái phái chạy nước gì. Bốn. Cái này chốt xong là lá này. Dạ, mã số 62. Mã số 62. Tương hình. Tàn. Dạ, cái vàng tàn dữ lắm, cái vàng tàn như vậy. Nụ cũng khỏi chê luôn ha. Cái này cái ghép vào mùa nha anh chị, cái bo ghép nó bằng ngón chân cái luôn, hay bằng ngón tay cái nữa ha. Vì xem bo nè ha. Đây. Cái này ghép 4 bo. Ở cái bo nhỏ nhất là bằng ngón tay cái em ha. Cái này bằng ngón chân cái to lắm. Vàng xương này. Cái này ghép khoảng 3 mùa nha anh chị. Cái 62. Điện tới rồi. Nụ nè cô chú anh chị ha. Qua gặp mẹ bố rồi đó. Ở trong cái chậu để kiến nha. Rồi, thông số luôn đi rồi. Không mua lấy nữa tính cho. Rồi cái này hoành là 29. Dạ, hoành 29. Chiều cao là 125. Tàn ngang 126. Rồi mã số 62 này xin giao lưu cô chú anh chị mình là 5 triệu đồng ha. Dạ 5 triệu nha cô chú anh chị. Cái này lạc lá ra. Rồi cái này cô chú anh chị mình mua thêm lạc lá luôn ha. Dạ. Lá là dừa. Nó nụ nụ to ha cô chú anh chị. Nó nằm dưới kẽ lá ha. Nụ nhiều lắm anh, chùm chùm anh nè. Xin cảm ơn. Nhiều lắm, nụ nhiều lắm. Rồi. Này cái bán lô hả anh chị? Dạ. Một lô 3 cây. Rồi, ba cây này có bán giá lỗ, là lỗ, có lỗ, giá lỗ, là 1 triệu ha hả? Bán lỗ là bán lỗ đúng không? Gần lỗ chứ chưa có lỗ. Gần lỗ. Lỗ xếp á. Này là ba cây hả chị Đại Lộc ha? Đại Lộc. Đó. À, bông là chuẩn bông nha anh chị. Siêu nụ nha cô chú. Đây bông đây. Ừ. Không từ 20, cái này là 36 luôn chứ không phải 20 nữa. Thì 20 đến 49 cánh. Hơn luôn nha cô chú, chị năm mấy cánh luôn ha. Ừ. À. Vàng xương nó tụ dữ lắm nha cô chú anh chị. Nói chung là cái hoành nó thì nó chung tương. Dạ mã số 63 là lô 3 cây Đại Lộc nha cô chú anh chị. Ba nụ cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi em đo tượng trưng một cây đi ha. Ừ. Ờ, gạch đi hồi lộn. Quanh 13. Chiều cao 42. Tàn ngang 40. Rồi cái lô 63 này 1 triệu hả anh chị? Dạ 1 triệu 3 cây bao ship nha cô chú anh chị. Đó. Lắp nụ là ngay là lật luôn nha cô chú. Rồi. Cái này là lật luôn nha. Rồi 63. Nha. Đi sắp mà ha. Nè. 3 cây nè. Nha, nè. Có 2 cây ha. Ờ. Sắp như vậy đó. Ừ. Rồi. Dẻo 64. Cây. 64. Ba cây luôn, cũng 1 triệu luôn. Bao nụ cô chú anh chị nghe. Nhanh tay lên mà chết. Quá nụ luôn. Này, ba cây mà có 1 triệu một. Quá rồi, trời vậy. Tới nhà luôn nha cô chú anh chị. Không cần đi đâu hết trơn luôn ha. Mà đặc biệt là cây nào cây nấy ghép từ năm bo trở lên nha cô chú anh chị. Chuẩn bông chuẩn nụ cô chú anh chị mình nhân giống đã luôn nha. Này là cá linh, giá cá linh nè anh chị. Ba cây ha anh chị. Rồi, này hoành 15. Chiều cao là 58. Tàn ngang 50. Đó. Lô 64 này 3 cây 1 triệu. Rồi 1 triệu 3 cây. 3 cây 1 triệu. À, rồi rồi mấy rồi. Thôi chờ cái ai. Mãi vô mãi vô. Để lọc. Để lọc để bàn. Rồi 65. 1 triệu 3 cây. Mãi vô mãi vô. 65. Đó là chuẩn nụ chuẩn bông hương quý của chú mình ơi. Ha. Rồi 65. Chưa thấy phản bông nào luôn nha cô chú anh chị. Lô này ha. Con gà nó nở lại gai. Cái này lâu này hai cây trắng trực, cây trắng siêu hả anh chị? Ờ 65. Đẹp luôn nha quý cô chú anh chị ơi. Chung là cây này là chung là giá là bánh bèo của anh chị ơi. Lô này ai
mua hết lô gì bán tết luôn. Ok. 65. Đem ra chợ là đã luôn ha. Tại vì nhiều mà đủ bông chơi rồi đó. Dư bông luôn á, đủ kẹo luôn nha quý cô chú anh chị. Trời ơi, cái này Đại Lộc này là nụ dữ lắm, nụ như xương cá vậy đó. Khỏi chê hết anh chị. Nụ khỏi chê mà nụ nhìn rất là ghê. Quanh 17. Chiều cao 37. Tạ ngang 38. Cái này cái lô này có cái này vip nha anh chị. Nè, đế nè. Đế đều vô ha. Đế chạy đều luôn anh chị. Rồi, lô số 65, 1 triệu. 1 triệu mã số 60. Tiếp cây, tiếp cây. Dạ, 66. 66. Ê, hết hồn hết kia. Trong bạch kia. Rồi, đã lọc bự, mã số 66. Ủa, chỗ bự không? Ủa, chỗ nhỏ không quá. Thằng xuống ngay này đi. Nhỏ thôi, những chỗ bá để hơn vừa. Sáu mươi sáu. Hai cây dán bay, một cây dán trực nha cô chú anh chị. Đó, bao nụ cô chú anh chị nha. Bao nụ qua bông luôn nè. Bông này không đốc luôn á. Trời, lô rất là chuẩn luôn nha cô chú anh chị, rất là dày luôn nè ha. Ba lớp bông luôn á, là ba lớp là 36 cánh trở lên luôn chứ không phải 20 nha cô chú anh chị. Một 66. Một lớp vậy là mười mấy cánh ha. Từ 36. Cái lô này hôm bữa giờ ra bông cũng thấy nhiều mà nó không có bị đốc hơn chị. Chưa có phản bông nào. Chưa phản nào chứ. Này hoành là 14. Cao 50. Tà ngang 44. Rồi, mã số 66, lô ba cây này 1 triệu luôn hả anh chị ơi. Dạ, 1 triệu nha cô chú anh chị, mã số 66 ha. Để luôn nha cô chú anh chị. Rồi lấy đi. Mua đi. 67. Dạ rồi, 67. Tiếng cày nè. Rồi, 67 Đại Lộc luôn nha anh chị ơi. Mã số 67. Siêu nụ vô quý cô chú ơi. Đó, hai cây dán trực, cây dán bay. Nụ là khỏi chê luôn nha cô chú anh chị. 67. Vài bữa mà lạc lá lên nó lên xanh dần ha. Nhụm phê. Giật đít luôn. Tròn do luôn ha. Ba cây 67 luôn ha. 67. Rồi đo nè thông số tượng trưng ha. Quanh 15. Cao 47. Đằng ngang 42. Rồi lô 67 này em xin giao lưu của chú cho mình là 1 triệu luôn. Dạ 1 triệu luôn nha cô chú anh chị ơi. Rồi 68. Cái gì? Dạ mã số 68 nha cô chú anh chị nha. Đổ cái chai nữa. Đúng rồi. Rồi. 3 cây luôn nha anh chị. 3 cây, 2 cây dán. Nó bay một cây dán hơi xiên xiên nha cô chú anh chị, 3 cây cũng giống. 3 cây dán giống nhau không à? Dạ. Nụ thì giữ lắm nụ nè cô chú anh chị, coi chứng bông ha, nãy giờ không thấy phản bông nào luôn nha. Cây dán bay này quá chân nụ luôn ha. Ừ. Sáu mươi tám. Quanh 14. Chiều cao 44. Tàng ngang 39. Rồi 68 này xin giao lưu anh chị mình 1 triệu. Dạ 1 triệu nha cô chú anh chị. 68. Rồi 69 là hai cây Đại Lộc, cây Thọ Hương nha anh chị. Thọ Hương này hồi em vô phân cho chị luôn ha. Ăn ngủ luôn đó. Cái này lặt lá luôn được ha anh chị. Đại Lộc nè cô chú anh chị rất là chuẩn luôn. Cô chú anh chị nãy giờ mình thấy ha. Cây nào cây nấy hương nhà đẹp lắm. Chuẩn bông luôn á. Nãy giờ không có cây nào mà 20 cánh chứ từ 36 cánh chứ lên. Nè anh chị xem đây cây Thọ Hương bên đây được cây Thọ Hương ha anh chị. Đẹp nha cô chú. Này dán lắc 3D luôn. Cái này mà để bàn thì khỏi chê ha, mà đặc biệt là có bông chê tết nha cô chú. 69. Nụ chơi tết đều tàn luôn á, kết hợp với cái này nữa, hương rồi lập rồi ha. Này cái này hỏi em vô phân thêm cho chị, ai chốt thì em vô phân luôn, mà không chốt phải vô luôn chứ sao giờ. Nụ ok lắm nha cô chú anh chị. Rồi quanh 13, cao 40, tàng ngang 42, ba cây 69 này 1 triệu luôn nha anh chị. Dạ, 1 triệu luôn quý cô chú lên. Cuối cùng. Mấy trăm nữa. Mấy trăm nữa. Rồi trăm mấy nghiệp đây. Dạ mã
6670, cúc thảo hương nha cô chú anh chị, một cây giá siêu nụ luôn á, nụ rất là to nha. Đây là cô chú anh chị, nụ dữ lắm, nụ ha, đều tàn nha cô chú anh chị. 67 2367 lật ra là nụ dữ lắm nha cô chú anh chị ha. Thôi luôn, nó nằm nụ trong nắp lá nhiều lắm. Rồi cái này đế nó nằm như đế thú anh chị, có chân nè, nhưng mà thôi mình tính giá siêu đi, tính giá siêu đi ha anh chị. Vò ghép già mùa nha cô chú anh chị mình nha. À, cúc thọ hương ghép 4 bo, quanh 17, cao 85, tàn ngang 85. Cô chú anh chị nhìn thấy nút nụ ha, mình quay xa mình không thấy vô gần gì nè, mới thấy nha cô chú anh chị, dữ lắm nụ ha. Số 5 đấy rồi. Rồi mã số 70 này xin giao lưu cô chú anh chị mình là 2 triệu đồng. 2 triệu như quý cô. Quá dễ chơi ha anh chị. Nó tàn tùm luôn nha cô chú anh chị, một mâm luôn ha. Cái này để phòng khách là hết ý nha cô chú. 71 cũng cúc thọ hương luôn. Để đẹp luôn nha cô chú anh chị. Để thú luôn. Cúc thọ hương để thú ở 71, chuẩn bông, chuẩn nụ. 71. À, siêu nụ luôn nha cô chú anh chị. Cái nào cái nấy là nụ ao chơi Tết quý cô chú anh chị mình nha. Hàng này hàng chơi Tết ha quý cô chú anh chị. Nên là nụ rất là chuẩn nha. Để nè anh chị, để thấy cưng không? Để hết sảy bà bảy luôn á. 71 cúc thọ hương nha anh chị, cái này để bàn khỏi chê luôn. Rồi. Hoành là 14. Cao 75. Tàn ngang 65. 71 này xin giao lưu của chú chị mình là 1.200.000. Dạ 1.200k, mã số 71 cúc thọ hương. 72 cúc thọ hương luôn. Dạ. Cũng là đế thú luôn nha cô chú anh chị. Đó. Mã số 72 cúc thọ hương cho cô chú anh chị nha. Giống như con thú vậy đó, đang đi tới nha. Cái là ghi số cho nó ốc rồi, chưa ghi á, 71 á. Viết xanh á. 72. Cái này ghép 4 bo hả anh chị? Nụ quá trời nụ luôn nè. Chung là lô hơn già mùa này nụ dữ lắm nha anh chị. Về chơi Tết ok. Quanh 17. Cao 81. Tàn ngang 86. 72 xin giao lưu cô chú chị mình 2 triệu. 2 triệu, mã số 72. 73. Cúc thọ hương giáng bay. Cái này dễ thương nha cô chú anh chị ơi. Cái này giáng bay là cực kỳ dễ thương luôn. Cái này là chuẩn luôn cô chú anh chị ha. Nó quay vòng cái này. Đó. Cổ đế rồi ha cô chú anh chị ha. Đế nó theo giáng bay luôn như nè ha. Đế nằm theo giống bay luôn nè. Cô chú anh chị. Tế tàn được luôn. Cái này rất là ok nha. 73. Nụ bành bành luôn nha cô chú anh chị ha. Nụ cỡ đó đó. Cái này vàng xương kính già mùa nha cô chú anh chị. Rồi cái này hoành là 16. Cao 69. Tàn ngang 65. Chiều dài tàn bay là 89. Rồi mã số 73. Xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000. Dạ 1.700.000 nha cô chú anh chị. Đi số luôn. 73. 74. 74 cúc thọ hương luôn cô chú anh chị ơi. Cúc thọ hương mã số 74. Cũng dán nằm luôn hả anh chị. Nút tụ là cô chú anh chị nha. Lật lên ở dưới mới thấy nha. Giữ lắm luôn nha quý cô chú. Dàn đế ok luôn ha. Nút nụ thì khỏi chê luôn. Ghép 5 bo. Tàn dữ lắm hả anh chị. Có nụ kinh hồn. Lật ra một cái. Cái này nụ quá xá lụa. Quanh 15. Cao 74. Tàn ngang 77. 74 này xin giao lưu chúng chị mình là 1.800.000. 800k, mã số 74. Đó, cái này đeo bàn là hết chơi hả anh chị. 75. Cúc thọ hương. Mã số 75. Cái này đi, cái này đi. Cái đó đó. Rồi. Một cây dán bay nha cô chú anh chị. 75. À, cúc thọ hương dán bay. Thích nghiêm luôn cô chú anh chị. Hết luôn rồi. 75. Cái tàn dữ lắm, cái tàn như cô chú chị dày cui luôn ha. Ồ, cây này dán nó dán thú mà nó ngoái hả chị? Ngoái đầu ha. Ghép 4 bo già mùa hả chị? Cúc thọ hương. Siêu nụ. Nè, nụ này cô chú chị nha.
Hoành là 16, cao 45, tàng ngang 87, chiều dài tàng bay là 97. Mã số 75 này xin giao lưu cô chú anh chị mình là 2 triệu. Dạ 2 triệu nha quý cô chú anh chị nha. 75 cúc cỏ hương. Đó, hôm kia cô chú anh chị mua là có thể mình lặt lá luôn phải không đấy? 76 đúng không anh? Dạ 76. Một cây quái quái cúc cỏ hương nha cô chú anh chị, như một con tắc kè ha. Đó. Bo ghép từ già muốn liền chốt luôn rồi nha cô chú anh chị nha. Đó. Còn chút xíu nữa là bích rồi ha. Cái này chơi rất là đã nha. Một cây liền cốt kia. Nút cái này chơi dán quái ha anh chị. Này hoành nhỏ nha anh chị. Hoành 10 ha. Cao 70. Tàng ngang 76. Mã số 76 xin giao lưu chú anh chị mình 800 ngàn. Dạ 800k. Mã số 76. Cái này về chương Tết xong lấy bò được ok luôn ha anh chị. Bò dữ lắm bò. 77 cúc thơ hương. Đó, đế cũ. Cúc thơ hương đế cũ mã số 772 con số 7 luôn. Phát phát. 77. Mã số 77 là cái cụ đế nè cô chú. Ghép 3 bo anh chị. Ghép 1 size ha. Ghép 1 size ghép 3 bo đế cũ luôn. Rồi cái cũ đế này là 33. Hoành là 17. Cao 83. Tàng ngang 85. 77 xin giao lưu chú chị mình làm 1.300.000. 1.300.000 mã số 70. Rồi mã số 77 là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay. Cảm ơn chú anh chị đã theo dõi clip và ủng hộ ha. Cô chú anh chị thấy hay bấm like, đăng ký kênh với chia sẻ ha anh chị. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị. Em cảm ơn anh Trạng luôn. Em xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình luôn ha. Em chúc cô chú anh chị mình đón một mùa xuân thật là đầm ấm bên gia đình, làm ăn thịnh vượng, phát tài vạn sự như ý nha quý cô chú anh chị.